Còn còn mẹ trong tủ với mẹ. Em Chào. đây. Cô bị đơ tí. Phụ huynh đang nhắn cô. Ok, tiếp tục nhá. Nào, đã chuyển sang unit mới này. Unit mới là nó bị lỗi à? Dạ, cô đợi cô. Chết rồi. Nào, chịu khó xem ở trên Google Drive một chút nhá. Now we come to unit 11. Who is it? Who is it? Có nghĩa là gì hả Ken? Đấy là ai? Không phải. Who này có phải là who ai đâu. Who's cơ mà. Có biết không? Who's. Đây là một từ để hỏi nhá. Who's có nghĩa là của ai. Được chưa? Được chưa? Vậy thì câu hỏi Who's is it? Có nghĩa là đó, đó là của ai. Được chưa? Đó là của ai? Thấy chưa? Ghi nhanh vào vở từ để hỏi này cho cô. Ghi đi con. Này, ở đây. Nào, đọc cho bà đi. Đọc tâm đi. Đọc bà đi. Con đọc Đọc cho bà đi. đi. Đọc Đọc giúp cho bà bà. đi. Đọc từng từ một nào. W V F H O Anh chỉ cần đọc là Đây đây, cần thiết. ơi bà làm sao mà anh được. Này, bà chị đọc thế thì bà chị. Con viết mỗi cái câu, con viết mỗi ba chữ này cho cô thôi. Cái này là hiểu rồi. Con viết mỗi ba cái chữ Đấy này cho cô đấy, thôi. Who là từ của ai thôi. Viết nhanh lên. Ừ, của ai để bà biết rồi. Xong chưa? Không biết là mấy y rồi. Tôi vô hiểu. S. Y. Rồi. Là đến Ok. tiếng. Who's Rồi. có nghĩa là ai? Được chưa? Nhắc lại nhá. Who's is it? Nó là của ai? Được chưa? Được chưa? Nào, chúng ta đến với phần từ vựng này. Ken đọc cho cô nhá. Đọc theo cô. Ôi chú chết tôi rồi. Cái này nó vẫn không tải được chứ. Đợi cô một chút nhá. À được rồi, được rồi. Được rồi Ken, để cô chia sẻ lại màn hình nhá. Okay. Nào, từ vựng này, đọc cho cô này. Thế rồi. Đợi chút, đợi chút. Lại đến. Trung kia. Đợi cô đợi. Tôi chết tôi rồi. Đâu có Rồi. Nào. yeah. Ngồi đây này. Nào, đọc nha. Cake, mouse, Ồ, cake. cake, mouse,
là gì? Cake là bánh. Chính Mouse xác. là chuột. Mouse. Đọc cho cô đã. Mouse. Mouse là con chuột máy tính, thật ra thì là chuột. Đúng rồi, nó có hai nghĩa, một là chuột máy tính, hai là chuột thường, được chưa? Tiếp tục này. Watch. 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 Đồng hồ Không. đeo tay. Watch. Tốt, đúng rồi, tiếp tục. Tennis. 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 Có Bóng. nghĩa là gì? Bóng tennis. Clock. 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 Đồng hồ. Tăng. Paint. Paint. Paint là vẽ. Bút vẽ. Được chưa? Màu vẽ. Được chưa? Nào, đây chính là cái mà cô muốn nói, được chưa? Nhớ nhá, từ who này, mà who phẩy s này, nó có thể viết tắt là who is, có nghĩa là ai, hoặc là who has, được chưa? Ai, được chưa? Who has này thì nó có thể liên quan tới thì hiện tại hoàn thành. Cái này, con chưa học, sorry, con chưa biết. Ai gọi điện thoại cho cô nhỉ? Mẹ con gọi à? Đợi cô chút. Ôi, được chưa? Nó có thể là nào, cô nhắc lại này, chúng ta sẽ có hai từ. Đầu tiên là từ who's, who phẩy s này là có thể viết tắt của who is hoặc là who has. Has này thì là hiện tại hoàn thành, cái này con chưa học, con chưa cần để ý, thấy chưa? Cái con cần để ý là chính là từ who who và từ whose whose, được chưa? Thì who này có nghĩa là ai và whose vừa mới dạy cho con, vừa cho con ghi đấy, có nghĩa là của ai, được chưa? Ví dụ này, who này. Who is free next weekend? Ai rảnh vào cuối tuần sau, được chưa? Ai thì cái này là ai nhá. Hay là I don't know who is coming. Tôi không biết ai đang tới, được chưa? Who is coming? Được chưa? Tiếp tục, who's này nó là của ai nhá. Nó là của ai, nó là tính từ sở của từ who, được chưa? Ví dụ Whose book is it? Quyển sách này là của ai? Được chưa? Hay là She's my friend. Whose writing is neat? Cô ấy là người bạn, cô ấy là bạn của tôi. Cái người mà có chữ viết thì rất là gọn gàng, sạch sẽ. Được chưa? Để cho nhớ nhá. Who này là ai và whose này là của ai? Ken đã rõ chưa con? Nhớ nhá. Ví dụ câu hỏi này. Whose pen is it? Whose pen is it? Thì nó có nghĩa là gì? Cái bút này là Ken. Của ai? Thế sao không trả lời? Đánh cho bây giờ. Tiếp tục nha. Là cái này hôm trước cô dạy rồi. Nào, what are these? What can you see? Những cái này là những cái gì? Bạn nhìn thấy cái gì? Được chưa? Thì câu này con sẽ làm bài cho cô. Đánh dấu tích vào câu đúng và đánh dấu cross là dấu nhân và sai. Ví dụ, is nào? Tập trung vào. Ví dụ này, GRI. Đây là những cái mắt. Thế câu này đúng hay sai? Đây có phải những cái mắt Đúng. không? Đúng, mình sẽ đánh dấu tích. Được chưa? Tương tự như thế, Ken có hiểu và làm cho cô các câu còn lại được không? Ken hiểu không con? Đừng. Làm trực tiếp trên màn hình cho cô. Làm đi. Đừng. Không thích được thì cưới ra ngoài cho
Đây này. Em thua cô cái màn hình này che lên em không làm được. Đây này, tích hai hai cái câu nữa đó. Tích Con cho ấn tích cho các anh được. tô xong con kéo lên là được. Kéo ra chỗ Ừ. khác ấy. Tích cho chỗ khác là được này. Con kéo cái video ra chỗ khác ấy. Đấy, Nhưng đây mà đây là màu lên, nó cứ vào đây này. Thôi, thôi. không thôi sao. rồi, Không tôi. sao. Tôi nhá. Nào chữa bài nhá. Câu số 1 này. This is a robot. Chính xác. These are songs. Chính xác luôn. This is a name. Chính xác. So what is this? What is this? What? Sorry, sorry. It is a games. Chính là một cái trò chơi. Chính xác. This is a cake. Chính xác. So what is this? What is this? Balloon. Được chưa? Balloon. Được chưa? Okay, so this is a keyboard. Chính xác. This is a tablet. Câu này sai. Con gấu là gì? Câu con gấu thì phải là teddy bear hoặc là bear chứ. Ô, hay nhỉ? Tablet, Ken có biết là gì không? Ken, hỏi không trả lời, bỏ tay xuống. Is it no is the Ear là gì? ear Ear là gì? cái Ê, ôi, nào Ken ơi. This is a tablet. Bây giờ cô hỏi con một câu thôi. Tablet có nghĩa là gì? Có biết này không? Tablet là cái máy tính bảng. Nhưng mà hình ảnh này là hình ảnh của con gì đấy? đâu Thế vậy thì sai là đúng. đúng sai Sai nhá. Sai cứ mất một câu rồi. Được chưa? Nào, giờ luyện đọc cho cô này. Đọc cho cô nhá. These are eyes. all ice This is a skateboard. this robot. Đọc hẳn hỏi. Is Đọc it the cô đang robot? học cô đang đọc cái này mà đọc sang cái này là như nào? This is Is a skateboard. Skate. the Đọc lại. It is This is a robot. It is This is a cake. robot. These are socks. Is her song. These are socks. The are so. This is a keyboard. Is a keyboard. This is a name. Is a name. This is a tablet. It is a tablet. Okay, very good. Tiếp tục. Okay, trả lời cho cô câu hỏi. How many children are there? How many children are there? Can? I said 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chính xác, there are six children. Okay, so what are their names? What are their names? Missing. Không. Name cơ mà. Names là những cái tên. Tên của họ là gì? Tên trên áo này này. Đọc ra. Đọc đi.
Cô không biết tên là. Đọc theo cô này. Nick. Nick. Lucy. Lucy. Tom. Jill. Jill. Bill. Bill. Anna. Anna. Tiếp tục. So what are they doing? It's fishing. They are fishing. Okay, very good. Now, look, read and write the answers. Nào bây giờ con sẽ nhìn này, đọc và viết đáp án vào chỗ trống cho cô. Được chưa? Cái phần nhắc tới một cái gọi là tính từ, gọi là đại từ sở hữu đấy. Được chưa? Chúng ta sẽ có his là của anh ấy, hers là của cô ấy. Được chưa? Cô nhắc lại cái bảng này cho con nhé. Bảng này cô đã cho ghi rồi đấy. Đây, bảng này này. Nhớ chưa? Ai là tôi, tính từ sở hữu là my và my này là của tôi. Yours này là của bạn. His là của anh ấy. Hers là của cô ấy. Ours là của chúng ta. Yours là của bạn. Và theirs là của họ. Được chưa? Đấy, còn nhớ những cái này không? Còn nhớ không? Cái này khó quá, em không nhớ được. Cô dạy luôn. Cầm nhỉ? Cô dạy chưa? Ken nhớ xem cô đã dạy con chưa? Chưa. Chưa chưa, thế chắc cô nhầm với bạn khác. Nào bây giờ cô dạy hẳn hoi đàng hoàng tử tế này. Chú ý lắng nghe này, đây là một phần rất khó. Cô tưởng là dạy rồi chứ nhỉ. Nào, trước tiên này, chúng ta sẽ có này, possessive, đây gọi là sở hữu, được chưa? Có nghĩa là của đấy. Ví dụ cái bút của tôi thì tôi sở hữu cái bút. Không biết làm rồi thì đừng có trách nha. Tập trung vào, bỏ tay ra khỏi mồm, nhanh. Ngồi thẳng lên. Được chưa? Possessive này là sở hữu, được chưa? Và sở hữu thì chúng ta sẽ thường viết là chữ phẩy S. Ví dụ, bông hoa của cô Hương chẳng hạn. Hương này, phẩy S này, flower, thì có nghĩa là bông hoa của cô Hương. Được chưa? Bông hoa của cô đấy, được chưa nào? Hay là bút của Ken này, thì cô sẽ có Ken này, phẩy S, pens, bút của Ken. Được chưa? Được chưa? Phẩy S này nó thay cho từ của đấy. Bút này, của Ken. Bút của ai? Bút của Ken. Được chưa? Phẩy S này nó sẽ đứng trước cái danh từ sở hữu, cái danh từ đằng sau. Được chưa? Ken sở hữu cái bút, bút là của Ken. Được chưa nào? Được chưa? Nào, bây giờ nhá, nhớ cho cô cái từ phẩy S này nhá. Nhưng mà áp dụng này, singular noun, đây là danh từ số ít. Được chưa? Chúng ta sẽ có các danh từ số ít sở hữu này. Ví dụ, nhà của chó, đúng không? Thì con chó nó sở hữu ngôi nhà, vậy thì chúng ta sẽ phẩy S vào con chó. Dog's house là nhà của chó. Hay là books, words, những quyển, những cái chữ trên quyển sách này. Hay là girls, dolls. Girls, dolls có nghĩa là gì hả Ken? Con cho là con gái sở hữu đồ chơi, Búp là bê. sở hữu búp bê. Rồi, nhưng mà con đừng dịch như thế nhá. Cô dạy con dịch như thế để con nhớ thôi. Là cái danh từ sở hữu chính là cái danh từ phẩy S đấy. Còn con dịch bình thường con sẽ dịch là búp bê của cô gái. Con đã rõ chưa? Búp bê của cô gái. Được chưa? Con dịch tiếp cho cô xem nào. Jim's pants có nghĩa là gì? Jim's pants có nghĩa là gì? Chen. Con nói lại cho cô nghe. Jim's pen có nghĩa là gì? Là bút của bạn Jim. Nó tốt, đã hiểu rồi đấy, chính xác. Hay là sister room là phòng của em gái, được chưa? Nào, đây là các danh từ số ít, vậy sang danh từ số nhiều này. Danh từ số nhiều thì lưu ý cho cô, các danh từ số nhiều thì bản chất của nó đã có S ở cuối rồi, được chưa? Ví dụ boys là những cậu bé, thì mình chỉ cần thêm đánh dấu phẩy thôi, không cần làm gì nữa. Ken đã hiểu chưa? Mình chỉ cần đánh dấu phẩy thôi. Ken đã hiểu chưa con? Nhớ nha, danh từ số nhiều bản chất nó đã có S, mình chỉ cần thêm dấu phẩy. Rõ chưa? Thế vậy dịch cho cô nào. Girl's hands có nghĩa là gì? Bàn tay của cô ấy. Bàn tay của, những bàn tay của những cô gái, rất tốt. Nào, đối với những cái danh từ
mà khi mà chuyển sang dạng số nhiều nó bị thay đổi cái hình thái từ của nó, nghĩa là nó không có s ở cuối. Ví dụ người phụ nữ là woman thì nhiều người phụ nữ là women, được chưa? Women thì lúc này bản chất sang những người phụ nữ nó không có s đâu. Vậy thì đối với những cái danh từ số nhiều dạng đặc biệt không có s xuất hiện ở cuối từ thì mình vẫn đánh dấu phẩy s vào, được chưa? Và women's bag này có nghĩa là cái túi của những người phụ nữ. Con đã hiểu chưa Ken? Ừ, nhớ nhá. Nào tiếp tục, mình sẽ sang possessive pronouns. Đây là đại từ sở hữu, được chưa? Đại từ sở hữu thì từ trước đến giờ mình sẽ đọc chủ ngữ rồi. Chủ ngữ là tôi, bạn, anh ấy, cô ấy, chúng tớ, bạn với họ, đúng không? Thì đây là gọi là chủ ngữ, được chưa? Được chưa? Tiếp theo này, possessive adjective. Ở đây là tính từ sở hữu. Ví dụ my là của tôi, my book là sách của tôi, đúng không? My bike là cái xe đạp của tôi. Chú ý lắng nghe vào, tập trung vào, được chưa? Hay là my pen là bút của tôi, được chưa? Your là của bạn, his là của anh ấy, her là của cô ấy, it là của nó, our là của chúng ta, your là của bạn và their là của họ. Cái này thì biết rồi đúng không Ken? Hai cột đầu tiên là Ken biết rồi đúng không? Đúng không? Đúng rồi. To lên. Yes. Nào, bây giờ mình sẽ học cái mới, đó chính là đại từ sở hữu, được chưa? Vậy đại từ sở hữu nó tại sao lại xuất hiện đại từ sở hữu? Được chưa? Thì đại từ sở hữu nó thay thế cho một danh từ. Được chưa? Nó thay thế cho cái danh cụm danh từ ở đằng trước, được chưa? Ví dụ này, cô có một câu này. Xe đạp của tôi thì màu xanh. My bike is blue. Blue. Của anh ấy thì màu hồng chẳng hạn. Của anh ấy thì màu hồng, được chưa? Thế vậy con đối chiếu vào đây. He là anh ấy, vậy của anh ấy là gì đây? Vẫn là his. His đúng không? Nó vẫn giống tính từ sở hữu, nó vẫn là his, được chưa? Vậy thì my bike is blue. His. Được chưa? His is pink, được chưa? Nó thay thế cho từ his bike, được chưa? Cô nhắc lại này, my bike is blue, xe đạp của tôi màu xanh, his is pink, được chưa? Nếu mà bình thường sẽ là his bike is pink, nhưng mà ở đây người ta sẽ áp dụng gọi là đã dựng đại từ sở hữu để thay thế cho cụm từ his bike, sao cho nó tránh lặp cái từ bike này đi, được chưa? Xe đạp của tôi màu xanh, còn của anh ta thì màu hồng. Để cho thế bây giờ cô có một câu này. My pen is old. Được chưa? Cái bút của tôi thì cũ. Được chưa? Thế bây giờ cô muốn nói là cái bút của cô ấy thì rất là mới. Thì cô sẽ nói như thế nào? My pen is old. Được chưa? Bút của tôi thì cũ. Bút của cô ấy thì mới. Nói như thế nào? Nhưng không biết. Nào, của cô ấy là gì? Con áp dụng vào của cô ấy. Con nhìn vào câu số 3. C là cô ấy. Vậy của cô ấy là gì đấy? Không biết. Là gì đây? Đọc lên. Không biết Hers. Đâu. Hers. Được chưa? Hers. Vậy của cô ấy thì mới. Her is new. Không cần phải her pen nữa. Mà hers is new luôn. Đã rõ chưa? Rõ chưa Ken? Chưa? Nào tiếp tục này. Vậy thì về nhà áp dụng làm cho cô bài tập này nhá. Suy nghĩ. Bài này sẽ khó đấy. Mới học thì sẽ khó. Thế nên là cô hướng dẫn này. Cô hướng dẫn ví dụ này. Ví dụ cô có này. Whose mouse is it? Cái con chuột là của ai? Được chưa? Vậy con đây là con chuột này, con nhìn con chuột này, chuột này, chuột này, chuột này, xem cái vòng tròn nó đi. À, chuột là của bạn Nick đúng không? Thế vậy cô đã nói rồi, Nick sở hữu con chuột thì mình sẽ đánh dấu phẩy s vào Nick đúng không? Nick mình thêm phẩy s vào, được chưa? It's Nick có nghĩa là nó là của Nick. Ken đã hiểu chưa con? Ken đã hiểu chưa con? Hiểu rồi, nhưng mà sao con chuột đâu rồi? Đây đây Đây. nhìn ra con chuột rồi. Tiếp tục này, nghe tiếp này. Nó là của Nick. Nhưng mà Nick sẽ mình sẽ thay thế bằng anh ta đúng không?
anh ta đúng không? Thế vậy anh ta chủ ngữ là he, khi chuyển sang cột thứ ba là cột đại từ sở hữu sẽ là his đúng không? Thế vậy mình sẽ có là it's his, có nghĩa là nó là của anh ấy, được chưa? Nick lúc này con sẽ thay bằng his, con đã hiểu chưa Ken? Rồi. Tóm lại là gì? Tóm lại là để làm được bài tập thì bắt buộc phải học cái bảng bảng này, được chưa? Học cái bảng đại từ sở hữu này, được chưa? Về nhà học thuộc cho cô cái bảng này, cô sẽ gửi cho mẹ, đã rõ chưa? Và làm cho cô cái bài tập mà cô vừa hướng dẫn nhá, làm cho cô bài tập này. Ken nhớ chưa nhở? Nhớ chưa con? Làm cho cô bài tập. Nhớ nhá. Được rồi, ok. À, buổi học tới đây là kết thúc. Về nhà nhớ ôn tập lại bài, học lại từ mới và học lại kiến thức. Cô sẽ gửi tài liệu cho mẹ. Con nhớ học bài kỹ cô nhá, rõ chưa? Ôi. Okay. Okay, so this is the end of the lesson today. Goodbye. See you next time. Bye bye, Ken. Hẹn gặp lại con. Bye bye.